chào đón người dẫn chương trình của Ký ức vui vẻ, nhà báo Lại Văn Sâm. Cảm ơn quý vị đến với chương trình Ký ức vui vẻ. Và tôi không phải là người dẫn chương trình, tôi là sứ giả của những ký ức phục vụ quý vị. Chúng ta chào đón vị khách mời đến với thập niên 80, nghệ sĩ Hoàng Trinh. Vâng, mỗi một thập niên có một cách chào rất riêng của mình đúng không ạ? Và chúng ta nhận thấy những sự khác biệt đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thập niên 80. Thưa quý vị, ở thập niên 80 thì cũng có rất nhiều điều để chúng ta nói với nhau. Nhưng mà cái mà nó tạo ấn tượng nhiều nhất thì đấy là sự xuất hiện của truyền hình. Truyền hình thì thực ra xuất hiện từ năm 1970, thưa quý vị. Nhưng mà ở thập niên này thì bắt đầu phát triển bởi vì là lúc đó vô tuyến truyền hình nhiều lên, các phương tiện tốt hơn, mọi thứ truyền dẫn, các thứ nó cũng tốt hơn dần lên. Các gia đình cũng bắt đầu có những chiếc TV đầu tiên của mình. Ơi, sao giờ này người ta chưa có mở nữa? Chắc gì tạm mày tới sớm á, đợi xíu nữa đi. Nè, nè, nè. Dạ, dạ anh chào chú Bảy. Núp ra. Dạ, không sợ chú Bảy. Chú Bảy, bà nội tụi mày á. Nhưng mà làm nó hớn hồn, tự nhiên mày mặc áo ba mày chi vậy? Hai tụi mày làm cái gì lấp ló ngoài đó hả? Đi coi TV kém. Mày đi ra ngoài ngoài đi mày. Vì vậy là tôi được vô coi đúng không? Đúng rồi. Đúng giờ đó là có chương trình là những bông hoa nhỏ. Đúng rồi, tôi cũng coi chương trình đó lắm á. Chỉ chiếu có 15 phút à. Lẹ đi, hết giờ. Mở đi, hết lắm á. Đó, mình thấy chưa? Đó, hết luôn rồi. Ê, leo, hết chương trình bông hoa nhỏ. Chào chú Hai, chào cô Hai. Rồi. Chào chị Sáu. Nói nghe nè, mở thời sự coi liền. Dạ, để nghe nè. Dạ. Dì Hai là dì Hai hiểu tâm lý lắm. Dạ đúng rồi. Đi coi TV ké mình phải có cái lòng tự trọng. Dạ đúng rồi. Là mình phải góp tiền điện nữa chứ. Dạ bởi vậy dì Hai thấy không, nên nó chưa có gì nó lăng quăng không à. Yên tâm, mai qua nhà dì Hai góp nha. Cha lên. Em chào chị phát thanh viên. Chú hai quen cổ hả? Sao em quen? Ủa quen hả cháu? Quen rồi. Gặp hoài luôn. Gặp ở đâu rồi chú hai? Đầu sớm. Trời ơi. Đầu sớm. Vậy mà cháu không kêu con. Trong TV của bà ba. Trời ơi, chú hai. Thưa ba mới về. Ủa sao kỳ vậy? Sao cái đầu bên đây mà cái tai của bị bên đây vậy? Nó bị gì ta? Chú hai à, biết sửa không chú hai? Trời ơi, yên tâm, cái vụ này là tôi sửa. Con thấy hôm bữa là chú hai đập một cái thôi chú hai. Trời ơi, hết chuyện, thằng nhỏ nó cà lắm mà kêu đập hoài. Chú đập hư hết ba cái rồi. Xóm này có một mình nhà con là có cái tivi màu này đó cho chú. Nguyên một xóm coi mà ông thì... Chú cá lông hay là mình sang tên đi. Con thấy nhà người ta sang tên. Dạ. Trời ơi. Thiệt chứ tôi coi TV tốn tiền. Nó lên chưa? Chưa. Tiếng nữa chú. Qua trái miếng chú ơi. Dạ qua trái. Dạ rồi, được chứ, sắp được rồi kìa, sắp được. Bây giờ thì chúng tôi sẽ có một câu hỏi dành riêng cho đội thập niên 80. Xin mời Hoàng Trinh. Chị nhớ là vào trong. Và chị nhớ là khi anh Sâm nói là thập niên 80 này về mọi thứ của truyền hình, nên chị phải lưu ý. Lưu ý về tất cả mọi thứ về truyền hình. Ví dụ là kênh phát sóng TV bao nhiêu inch, và nhiều người xem hay không, rồi phát chương trình gì đầu tiên, các thứ chị phải nhớ nhá. Nhớ nhá. Trọng trách cao quá. Chúng ta chào đón sự trở lại của nghệ sĩ Hoàng Trinh. Xin mời. Đẹp quá Trinh ơi. Giống em ơi, như là xuống dốc. Oh yeah. Bình tĩnh, tự tin Trinh ơi, chị là người bây giờ đẹp nhất tim mình. Sẽ là một phút dành cho các bạn. Chúng tôi xin đưa ra gợi ý trước. Các bạn chú ý nhá. Gợi ý của chương trình. Đây là một gương mặt cực kỳ quen thuộc trên truyền hình Việt Nam. Một phút bắt đầu. Trên truyền hình Việt Nam. Là nhân vật này làm về cái gì? Nam hay nữ gì đấy? Kịch sĩ.
kịch sĩ. Không phải kịch. Diễn viên cải lương. Sai. Ờ, người Nam. Người Nam. Không. Người không phải là người Bắc. Đúng. Người Bắc. Là Nam. Không. Là nữ hả? Chính xác. Có cho trong nghề có là ca nhạc nè. Không. Kịch sử nè. Không. Kịch sĩ này cải lương nè. Không. Hay là sứ công viên. Sai. Yeah. Không. Sứ công viên là nữ mà ở ngoài Bắc. Đúng. Đúng. Cô ấy tên là. Có được là nghệ sĩ gì không? Nổi tiếng lên. Có được có cái gì nghệ sĩ? Có một cái cô mà tóc ngắn. Rồi đúng rồi. Sứ công viên nổi tiếng. Nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ ưu tú. Một. Câu trả lời. Câu trả lời. Đó là. Nếu mà chị nhớ không lầm, đó là cô Kim Tiến. Cô Kim Tiến. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hồi xưa cổ tóc dài, sau này con cắt ngắn rồi. Yeah. Wow. Một giọng đọc không thể nào mà lẫn đi đâu được. Các bạn có 5 điểm, xin chúc mừng các bạn. Dẫn đầu. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời chúng ta sẽ xem một clip giới thiệu về nghệ sĩ ưu tú phát thanh viên Kim Tiến nổi tiếng trên truyền hình Việt Nam. Ngoài gọi là phát thanh viên, chỉ gọi là sướng ngôn viên. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình thời sự tối đầu tiên năm mới 2001 của Thiên Niên Kỷ Mới, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung nổi bật sau đây. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện văn hóa lớn đang diễn ra ở thủ đô Hà Nội trong những ngày này. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến là phát thanh viên, biên tập viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam. Xuất thân từ một nghệ sĩ múa, nhưng bà có niềm đam mê với phát thanh truyền hình. Năm 1975, bà về công tác tại đội múa của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đó được chuyển sang làm phát thanh viên. Bà là một trong những phát thanh viên đầu tiên của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam và cũng là một trong những người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên kể từ khi VTV lên sóng. Ngoài công việc phát thanh viên và biên tập viên, Kim Tiến còn làm thuyết minh cho phim truyền hình. Bà là người thuyết minh cho bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký bản năm 1986. Kim Tiến thôi làm phát thanh viên chương trình thời sự từ tháng 5 năm 2001. Bà chuyển sang làm việc tại ban chương trình, lên hình ở chương trình hộp thư truyền hình trên VTV1. Năm 2002, bà nghỉ hưu nhưng vẫn mở lớp dạy phát thanh biên tập cho các học viên trẻ. Hình ảnh rất quen thuộc đối với những người làm truyền hình. Chị Kim Tiến gần như là những thế hệ đầu tiên của truyền hình Việt Nam. Tôi chắc rằng là những người đây cũng đều rất quen thuộc với những gương mặt này, đúng không? Em nghĩ là tất cả những cái đứa trẻ của chúng em khi mà vào cái thời điểm mà được xem TV lần đầu tiên cho đến mãi về sau này, thì cái giọng của cô ấy là một trong những cái giọng mà khi bắt đầu mở thời sự ra ấy, cảm giác cực kỳ thân thương. Thì chắc chắn là không thể nào mà nghe giọng cô Kim Tiến lại lẫn với một người nào cả. Và còn một điều đặc biệt nữa mà anh Thiên Vương nói với em nãy giờ và giờ, anh phải bật mí cho mọi người biết. Thường thường chúng ta gọi điện thoại mà khóa máy là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách đấy. Vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Yeah. Đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến. Thế chứng tỏ là Thiên Vương nhiều lần bị từ chối quá nhỉ? Mới hôm nay em mới biết đây là giọng nói của người phụ nữ huyền thoại trong cái điện thoại. Đó, cho nên là hầu như ai cũng biết là giọng nói này, nhưng mà mình không hình dung là người đó là ai. Nhưng mà thực đó là đó là bây giờ mới biết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát tiếp theo. Xin mời bài hát thứ tư. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao xuân về tràn lan mây mờ. Thấp nhất 70, xin mời. Kìa bộ ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng xuân đã về, xuân đã về, ta vẫn chào mừng xuân xa. Sai. Thấp nhất 60. Xuân đã về trên cánh đồng, bao bác nông dân cười cồn cười. Sai luôn. Thấp nhất 80, xin mời. Kìa bộ ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về, xuân đã về trên Rồi. Xuân đã về, kìa kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về, xuân cánh đồng, bao bác nông xuân cày ruộng vui say sưa. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân chính đã xác về. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về trên cánh đồng, bao
chúng ta đã trải qua thử thách quyết định cuối cùng. Riêng ở phần thi này, đội thập niên 2000 đã mang về cho mình 15 điểm. Đội thập niên 80 có được 5 điểm. Bây giờ sẽ là điểm tổng kết. Đội thập niên 90 các bạn có 25 điểm, xin chúc mừng. Thập niên 60 các bạn có 25 điểm, xin chúc mừng. Thập niên 70 các bạn có 30 điểm, xin chúc mừng. Thập niên 2000, ở phần cuối cùng các bạn đã bứt phá ngoạn mục và có 35 điểm, xin chúc mừng. Và cuối cùng, đội chiến thắng hôm nay được 40 điểm, xin chúc mừng thập niên 80. Thưa quý vị, đây là chiếc cúp dành cho đội thắng cuộc trong mỗi một chương trình Ký ức vui vẻ. Chiếc cúp này là dành cho đội chiến thắng trong số 5 đội, mà tất cả 5 đội thì trong mỗi một chương trình Ký ức vui vẻ sẽ gửi tới tất cả quý vị những miền ký ức xa xôi nào đó. Hy vọng rằng nó đến với từng gia đình Việt Nam, và mong rằng trong mỗi một chương trình chúng tôi phát sóng thì tất cả các thế hệ ông, bà, cha, mẹ, con, cháu cùng xem, và qua đó sẽ có sự giao lưu, thấu hiểu lẫn nhau giữa các thế hệ khác nhau. Chúc mừng đội đầu tiên đã đoạt được chiếc cúp của Ký ức vui vẻ. Đó, xin chúc mừng.